Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với này kênh YouTube của shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm mới hôm nay, xin giới thiệu với các bác một sản phẩm mới len keng luôn nhá. Sản phẩm lần đầu tiên xuất hiện là một chiếc ống nhòm. Ống nhòm một mắt nhá các bác nhá. Ống nhòm một mắt. Đây là bao bì của nó nhá. Bao bì này. Đấy, ví dụ như là nó quay hình ảnh thực tế, nhìn xa rồi nhìn gần này. Ví dụ đây là cái bao bì vỏ hộp thôi nhá. Bao bì vỏ hộp. Đây. Thì thương hiệu của nó như thế này. Cái này thì nó toàn bộ là hàng Trung Quốc các bác nhá. Hàng Trung Quốc hết. Đấy, hàng Trung Quốc này. Đấy nhá. Thì đây là cái vỏ bọc bao bì, ống nhòm một mắt nhá. Giờ tôi sẽ bóc ra cho các bác xem những cái phụ kiện bên trong nhá. Đấy. Cái này là bao gồm này. Một cái ống nhòm được ở trong túi vải ra như này nhá. Ở trong này thì có thêm tờ hướng dẫn. Hướng dẫn này thì là có tiếng Trung và tiếng Anh. Nhá, tiếng Anh và tiếng Trung. Đấy. Đây là cái ống nhòm nhá. Ống nhòm này được để trong một cái bao bằng vải, bằng da vải may, bằng vải may. Thì cái này ấy, là thường là anh em sẽ cài một dây nịt lưng. Cài dây nịt lưng đeo như này này các bác này. Đấy, đeo như này nhá. Đấy. Trong đây là một chiếc ống nhòm này. Đây các bác nhá. Đây là vỏ hết này. Đây, phía trong này sẽ có cho các bác nhá. Túi bóng đựng này. Một cái miếng khăn để lau kính này. Để lau cái ống kính nhá các bác nhá. Một cái gói nước ẩm đây. Đấy, tôi đặt qua đây. Ở đây là phần chính. Phần chính của cái ống nhòm này nhá. Ống nhòm này nó có cái núm, có quai này, này. Và có cái móc để cho các bác có thể là xách tay. Đó, để là xách tay như này. Treo hoặc xách nhá. Đây, cái móc này thì có thể lấy ra ngoài được. Đây. Móc vào thôi. Thế đây là những cái giới thiệu chi tiết cho các bác này. Thông số của nó nhá. Là ống nhòm một mắt. Độ phân giải của nó là 40 x 60. 40 x 60. Thì đây là ghi tương đương nhìn đến kiểu như là 66m với lại đến 8000m ấy nhá. Cái cự ly nhòm này nhá. Thế bên này là phía đằng trước. Đây. Cái này thì thông số của nhà sản xuất thôi. Nhiều khi tôi không hiểu được. Cái này nó ghi là day and night, có nghĩa là ngày và đêm đấy. Nhưng mà cái này là không nhìn được đêm đâu nhá. Cái này chỉ nhìn được ngày thôi. Rồi 22 độ này mình không hiểu được. Cái này nó tóm lại là chỉ biết đây là cái ống nhòm hai mắt. À, ống nhòm một mắt xin lỗi các bác nhé. Ống nhòm một mắt. Dùng đưa lên mắt mình để quan sát, để nhòm. Và nó là thông số là 40 x 60. Thế còn về cái cách dùng ống nhòm này ấy, thì chú ý với các bác này. Shop bán hàng nhé. Là bán hàng cho các bác là theo hình thức là ship COD qua bưu điện hoặc là qua Viettel. Về dặn nhà ra các bác, cho các bác xem hàng và kiểm tra hàng trước khi trả tiền. Thì các bác xem hàng, kiểm tra hàng thì cũng phải biết xem, biết nhìn thì mới nhòm được thấy. Thì không biết xem, không biết kiểm tra thì bảo sản phẩm nó không thấy gì, rất là khó nhá. Còn mọi thông tin thì các bác vui lòng liên hệ với này các đầu số điện thoại của shop. Đầu số 3 mạng, mạng nào cũng có nhá. Vina này, Viettel này và Mobi. Anh em liên hệ số nào cũng được, gọi số này không được thì gọi số khác. Ngoài ra thì có thể tìm thông tin về Zalo, Facebook theo các đầu số này nhé. Đây, tôi hướng dẫn tiếp cho các bác cái cách gọi là xem hàng và kiểm tra hàng và cái cách dùng cái ống nhòm này. Đây là cái dưới này, có cầm gì? Nó có khoanh này, đây có dấu cộng này, dấu trừ này, có cộng dấu trừ. Thế cái này là cái chỉnh, gọi là chỉnh tiêu cự để phù hợp với lại cái mắt mình nhìn, có thể là mắt cận hoặc là mắt không cận. Nhưng mà cái này tôi đã nhìn thử rồi thì là các bác nên xoáy về phía dấu trừ. Đây là xoáy về phía dấu cộng này. Nhưng mà các bác nên xoáy về phía dấu trừ cho nó hết cỡ đi nhá. Xoáy về phía dấu trừ cho hết cỡ nhá. Đây, xoáy về dấu trừ hết cỡ này. Cái đây là cái gọi là chỉnh tiêu cự nhìn. Thế còn cái phía trên này này, các bác nhìn này, những cái rãnh này là sẽ xoay được này. Cái khúc này sẽ xoay được này. Đấy, sẽ xoay được đây này. Thì cái này là chính là chỉnh những cái tiêu cự mình nhòm khoảng cách, tiêu cự khoảng cách ấy là mình nhòm gần hay nhòm xa. Mà nói tóm lại là cái này là nó sẽ giúp mình lấy nét hình ảnh nhòm. Thì nó là cái gọi là cái lấy nét nhá. Đấy, cái này gọi là mình gọi đơn giản rất là cái lấy nét. Thì đồng nghĩa với việc là các bác khi đưa lên mắt để nhòm thì các bác phải biết cách lấy nét. Phải biết cách lấy nét hình ảnh nhá. Đấy, phải lấy nét này. Thế bây giờ
thực tế là như này. Thì cái này quay nét hình ảnh nên là nó kéo cái ống kính này, kéo cái ống kính ngoài này, chạy vào này, hoặc là chạy ra, để nó phù hợp với lại cái tiêu cự của các bác nhòm, để nó đem lại cho các bác hình ảnh là nét nhất, trong nhất. Thì đấy, khi các bác nhá, dùng này là phải xoáy về dấu trừ hết cỡ đi cho nó đúng nhá, xoáy ở dấu trừ hết cỡ này, và mình đưa lên mắt mình nhòm, xong bắt đầu mình cầm đây, mình xoáy sang trái hoặc xoáy sang phải, xoáy sang trái hoặc xoáy sang phải, làm sao khi nào hình ảnh nét nhất thì các bác giữ lại, thì lúc đấy là hình ảnh nó sẽ đẹp nhá. Đây là cái cách dùng cái ống nhòm một mắt này. Ống nhòm một mắt này thì dùng cho anh em đi săn ong hoặc là đi du lịch, nó nhỏ nó gọn nhá, nhỏ gọn rất là tiện lợi nhá, và giá thành thì lại rất là rẻ thôi, hàng dùng cũng ok, giá rẻ nhá. Cái ống nhòm này thì sẽ là 300.000 nhá, 300.000 cho một cái ống nhòm như này các bác nhá, 300.000 ống nhòm này đã bao gồm cả phí ship rồi đấy. Đấy, các bác mua sản phẩm đừng quên lòng theo dõi kỹ video shop giới thiệu cho các bác. Đây, hình thức là như này, ống nhòm một mắt này, thông số là 40x60 này. Đấy nhá, bao bì vỏ hộp là như này. Đây, bao bì vỏ hộp đây. Thế còn hình thức mua hàng thì các bác luôn luôn là alo trực tiếp lên số điện thoại của shop, cho shop xin họ tên địa chỉ, shop sẽ ship hàng COD về tới nhà cho các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền. Thế còn về cái cách dùng này, cái bên phía dưới này chỉnh tiêu cự mắt này thì xoáy về dấu trừ hết cỡ cho tôi nhá, xoáy về phía dấu trừ hết cỡ. Thế còn cái lấy nét này ấy, thì phải thực tế để các bác nhòm ở cái cự ly gần đây xa thì các bác xoay sang trái hoặc xoay sang phải để các bác giữ lấy nét nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua. Các bác theo dõi clip trên kênh YouTube của shop, vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh thì các bác sẽ nhận được những cái clip mới mà shop giới thiệu cho các bác và những sản phẩm mới nha. Rồi, xin cảm ơn các bác.